Quý vị cùng với Thịnh Nguyễn đang chinh phục đỉnh Đăng Kia, một trong những đỉnh núi cao ở khu vực Đà Lạt. Và với việc di chuyển khoảng 6 km bằng xe đặc chủng, xe UAT từ dưới chân ngọn núi Lam Giang, thì quý vị bắt đầu sẽ cùng với Thịnh Nguyễn đi tham quan một vòng để mình tìm hiểu nơi đây là một cái nơi rất đặc biệt của câu chuyện tình truyền thuyết gắn liền với người dân tộc Cờ Ho, một trong những bộ tộc sinh sống ngàn đời tại khu vực của ngọn núi Lam Giang của khu vực cao nguyên này. Quý vị đang tiến đến khu vực có ghi lại cái mốc độ cao của đỉnh Đăng Kia. Và xa xa quý vị đang nhìn thấy hình ảnh biểu tượng của chàng Lan và nàng Piyan. Đây là hai người con của bộ tộc Cờ Ho Lạc và Cờ Ho Chiêu sinh sống tại vùng đất này, cũng như với chuyện tình rất đau thương của họ, họ đã nguyện được chết bên nhau để rồi tên của chàng và nàng được gắn liền và sau đó ghi nhận lại trở thành một truyền thuyết và được lựa chọn để đặt tên cho vùng núi rừng mà nơi quý vị đang cùng Thịnh Nguyễn tham quan ngắm nhìn. Sau khi đến và tìm hiểu với câu chuyện tình này thì quý vị cũng sẽ gặp được những sản phẩm của địa phương, đó là những cái giỏ, những cái ví hoặc là những cái dây đeo tai được các người dân địa phương Cờ Ho ở đây người ta đan lên để giúp cho quý vị làm quà lưu niệm. Bây giờ Thịnh Nguyễn xin mời quý vị đến với những cái khu vực mà các cái nhân viên ở đây người ta sẽ tạo những khung cảnh hoặc là cho quý vị mướn những bộ đồ để quý vị chụp hình để làm kỷ niệm, hoặc là mình lên những chiếc xe ngựa như phía trước đó, mình cũng có thể ghi lại những tấm ảnh làm kỷ niệm ở tại khu vực của ngọn núi Lam Giang này. Đây, xa xa lẩn khuất trong tầm nhìn của quý vị đó là lòng hồ Suối Vàng, Suối Bạc, một địa điểm tham quan cũng khá là nổi tiếng ở Đà Lạt này. Chúc quý vị vui vẻ.